Chào các bác, cô chú, anh chị nha. Hôm nay làm cây cũ các bác. Hôm nay móc cái cây xanh năm điền cũ này ra để xem có hướng nào xử lý mới không. Ngồi ngay nghỉ buồn lắm các bác. Tình hình dịch bệnh, quê thì không về. Mà ngồi đây thì ngủ mãi cũng chán. Đi chơi thì không ngại đi chơi. Hôm qua đi chơi cả ngày rồi. Qua bắt được mấy cây. Đấy, nó lạnh lạnh, cái cây si nó chuyển thành đỏ tiết. Như tiết. Kiếp không? Dòng này là dòng khác. Dòng này đỏ như tiết luôn. Đấy. Quay lại cái cây này. Để mặt này thì được. Bệ đây. Bệ đấy đây. Cũng được. Nhưng mà phải đục. Cái này thì buộc phải đục thôi. Buộc phải đục. Điền đấy các bác. Cao độ chắc độ 25 cm. Đấy. Thì mặt này đây. Đợt tưới bới ra thì nó hơi bệ nó hơi thô. Phần bệ đây. Cảm quan là cái chỗ này hơi xấu các nhỉ, không hợp lý. Nhưng bây giờ vừa nãy tôi tưởng tượng là mình cắt đến đây thì mình được một cái giáng làng, bẻ cái rễ này ra, không bắt vào đây nữa thì được một cái kèo trống đây. Cái giáng làng hay. Đến đây bác nhỉ. Đến đây. Đấy, về là cái này buông xuống lấy làm vách. Chi nhưng mà lấy làm vách luôn các bác nhé. Đấy, vì nó mọc phần âm mà. Cắm xuống thẳng xuống quá hay. Đấy, một cây giáng làng. Hai tay một ngọn luôn rồi. Ừ, đây, như này. Cũng được các bác nhỉ. Một cây mini, cầm tay. Để này nó khó, nó không khá hơn được. Vì cái bệ nó cần phải xử lý. Và đục điệp thì đối với cây em nhỏ thì tôi thường rất là ngại, rất là hạn chế. Được cái rất là già các bác. Cây này già lắm. Địa y điếc lên xanh hết rồi. Đấy. Thế thì để tôi dựng camera tôi thử bới lại cái cỏ này xem quyết định lại phát xem có chuẩn là nên đục hay là nên hạ nó về. Nếu mà hạ nó về thì phải lại phải tối mới trồng được, cắt ngang lên để ráo nước ráo nhựa thì tối tôi mới trồng được. Cái video này chắc kéo dài, hơi kéo dài đấy. Để tôi bới cái cỏ này xem sao nhá. Đấy các bạn ạ. Nhìn phần bệ nó hơi bất hợp lý các bạn nhỉ. Hơi bị cập kiễng so với thân với đoạn này thì mặt trước được đoạn này thì hơi khó chịu. Đục đi thì sợ to quá. Đấy, thì thôi, cái này đi là hợp lý các bạn. Kiếm được cái này ra. Làm có cái vách chống này hoặc cái này được. Dễ, cái này ngon. Đấy, cái này các bạn nhỉ. Đây. Ừ, hay quá, có cái này đi chậu em. Cái này. Ổn chứ. Cái này. Đấy. Ổn chứ các bạn. Quá ổn. Ok, để em. Em sạch luôn. Được 2 cây. Cây này này. Cây này không hợp chỉ hợp với cây chi đây. Mà rất là sắc, rễ nó ra nó nhỏ quá. Mau quá. Bye.
cục tiền này này. Đây là đục đi. Biến này là một cái cục hay đấy các bạn. Hay phết đấy. Mua tiền triệu đấy, không phải giản. Đây có gì? Cục này thôi nhá, thôi nhá. Vào mấy nhà chuyên sâu rồi bắn. Tiền triệu ấy. Này, để bãi. Được đây này. Được đây. Đấy, mình thất rồi. Khoảng thông số của thời gian. Mình đục đi các bạn, đục luôn. Được thôi nhá. Để cái này thì làm sao? Chỉ hơi cái này. Ủa này. Đấy, các bạn thấy sao? Mắt xuống này, mắt xuống này. Đấy, ổn quá chứ. Chưa lớn đã già. Vì sao? Thế vì nó tuổi nó bằng cái mẹ rồi. Bằng nó cái mới. Chưa lớn đã già. Ổn quá chứ. Để treo lên kia nó dám nhựa. Tối nó lên chồng quá nhá. Đây. Treo đây. Nhìn như thịt gác bếp thôi. Chết cười. Hôm trước tại vì em thấy một bác ở trên Facebook bác treo một cây lên như thế, buồn cười nhưng mà đúng à. Cái cây mà hạ này thì để cho nó ráo nhựa thì trồng thì nó mới đảm bảo. Vì sao? Vì là cái nhựa này nó cũng như là một cái kháng sinh các bác ấy. Nó ôm lại cái vết thương khi mà bị cắt, nó ôm ra nó xong rồi nó khô nó ráo lại thì nó tránh được cái nấm mốc và nó không bị đỡ bị hỏng khi mình trồng trong môi trường đất các bạn. Đấy. Chứ không phải là vì cái lý do gì nó to tát đâu. Thôi, nằm yên đây tối lên hẹn lại các bác buổi tối nhá. Đấy, báo cáo các bác. 11 giờ đêm, 23 giờ đêm ấy. Đấy thì em nó vẫn treo đây, ráo nhựa đấy. À đấy, nhìn khô này. Khô đét, sáo nhựa này. Đấy, các bác nhìn. Ráo nhựa rồi, hàng khô rồi. Đấy, ngon lành à. Được cái dáng làng rồi. Đó, này, trồng thôi. Đấy, treo như phơi quần áo. Như phơi thịt gác bếp. Cho cái chậu này. Cho cái chậu này. Đây, cái củ nó thì em đục. Đục ra đây rồi. Nhìn cũng ngon lành phết đấy. Đục chưa được kỹ lắm vì cái đục mấy hôm nay nó bị cùn quá. Chưa được kỹ đâu, nhưng mà ngon đấy. Khối nó tiền triệu cả các bạn. Bây giờ ra chợ không có mua ấy, nhiều lúc. Đấy, cái cốt này đục thêm kỹ thêm một chút nữa thì đẹp. Đấy, như con gà này. Bể dễ này này. Lại được một con đầm lùn nữa rồi. Và một con làng, một con đầm lùn. Cắt phát thành hai các bạn nhỉ. Liệu có lãi không? mua đầu đấy 4 triệu rưỡi cái cây này đấy. Cắt làm đôi thì cái đậu có được 8 triệu. chết. Rồi, ok các bác. Để em trồng cái đã các bác nhé. Đây các bạn, tôi trồng xong rồi đây. Vẫn lại được cây giáng làng rồi. Lại được một cây giáng làng đẹp rồi. Chưa lớn đã già. Tôi để cái miếng xốp đặt mặt phẳng dưới này rồi. Đấy, bây giờ không tưới nha các bác nhé. Để mai tưới. Đấy. Cây giáng làng có cái rễ vách đây, vách đây. Bên này mà không có vách thì làm ống hoặc là quấn rẻ thả xuống cứ ẩm là nó theo nó dễ xuống hoặc là lấy cái này làm vách này. Đấy, làm vách đây không thiếu dữ liệu nha các bác nhé. Cái này sẽ phải nuôi là một bông đỡ đây, không thiếu dữ liệu. Đấy, quá đẹp rồi, được hai cây đẹp.
cố định cái dây thép này đây để cho nó khỏi xê dịch. Bởi vì khi mà cái cây nó béo mà khi mà nó vừa mới bén rễ đã bị động vào thì khó lắm. Cố định nó lại. Rồi, yên vị. Xong phim. Sống thì chết tiền thì các bạn. Phê quá. Chắc chắn là sống thôi mà. Cốt nó già đây. Rồi, ok. Quá là hay các bạn. Cốt già thụ nhìn đúng vách làng, đúng vách làng.
quá tuyệt vời này. Cái rễ này chuẩn đét luôn. Đó. Chắc cao độ 10 phân. Rồi tạm biệt các bác nhé, đi trồng thôi. Hôm nay thế là đủ rồi. À, trồng nốt cái gốc kia nữa. Gốc kia thì không quay nữa các bạn. Thôi, chúc các bác nhiều sức khỏe nhé.